Một ngày thử làm rapper và dancer của thầy Beo U19 sẽ như thế nào? U là trời, muốn rap hay nhảy đẹp thì đầu tiên tôi đi làm tóc. Anh em nên nhớ, tóc không máu lửa, đời không nể. Lên nhạc. Sau đó thì tôi lao nhanh như một cơn gió đến một studio ở quận 4 để thu âm. Thu âm xong thì tôi di chuyển với vận tốc ánh sáng đến Tân Bình để luyện tập vũ đạo. Từ nay hãy gọi tôi là Bell Dancer. Ủa lộn, Bell Dancer. Khi đen ai cũng sợ. Hai ngày quay hình thật sự rất căng cho mình và ekip nên là phải tranh thủ tập bất cứ lúc nào có thể. Trong lúc make up thì mình tranh thủ học lời rap vì bản rap này dài tới gần 3 trang lận. Sau khi thay trang phục xong thì tôi hóa thân thành chú bé đánh giày để đánh giày cho cả đoàn. Thật sự thì đây là lần đầu tiên mà mình phải nhảy một cách nghiêm túc nên là mình vô cùng áp lực luôn. Nhưng may là đã có tất cả các bạn và các anh chị hỗ trợ nên mình cũng đã tự tin hơn được một chút xíu xíu xíu. Giờ G đã điểm. Lúc này là anh đạo diễn đang dặn dò diễn xuất những giây cuối cùng trước khi bấm máy nè mọi người. Và đây là cảnh quay đầu tiên, cũng là cảnh mà tôi thích mê luôn vì tôi được ngồi ở trên một cái bục, sau rồi mọi người đẩy tôi đi. Để có được vài giây lên hình thì mỗi cảnh cũng phải quay đâu đó trên dưới 10 lần. Nên là mình cũng luôn phải tự nhủ với bản thân rằng phải tập trung cao độ để không ảnh hưởng đến tất cả toàn bộ ekip. 2, 3, 4, 5, 6 vô anh. Hello các bạn, thầy Bèo ở ngay đây. Có gì thắc mắc thầy giải đáp liền tay. Thật sự thì quá trình quay hình không quá lâu, thời gian set up mọi thứ để mà có thể đảm bảo được góc quay đẹp, ánh sáng tốt mới là lâu nhất mọi người ạ. Chẳng hạn như cảnh này thì phải quay ở tận 4 đến 5 góc máy mới xong. Và ở mỗi góc thì phải quay từ 5 đến 7 thậm chí là 10 lần. Nhưng mà thật sự mọi người không cảm thấy mệt vì đã truyền năng lượng tích cực cho nhau rất là tốt trong các buổi quay hình luôn. Ví dụ như thật sự thì đây là một trải nghiệm mà mình cực kỳ trân quý luôn. Vì là lần đầu tiên mình được thách thức bản thân, thể nghiệm các vai trò vừa rap, vừa hát, vừa nhảy, vừa diễn xuất và được làm vai chính trong một cái video vô cùng đầu tư như thế này. Cảm ơn mọi người rất nhiều về một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Chúc mọi người sẽ có thật nhiều năng lượng hạnh phúc trong cuộc sống nha. Mãi yêu!